Xin chào mọi người nha. Giờ mình Đà Lạt mình xuống, giờ mình ăn tối rồi mọi người ơi. Hôm nay đổi quán đi, cũng mà ăn ở Bảo Lộc mọi người. Phở hủ tiếu đó ha cô. Sao con hủ tiếu Nam Giang hả? Hủ tiếu đúng rồi. Hủ tiếu Nam Giang. Làm con hủ tiếu đi, con hủ tiếu. Đó là cô đang làm hủ tiếu khô hả? À, là con hủ tiếu nước nha. Rồi vào đây ngồi chờ đây mọi người ơi. Lạnh á, ngồi xích vô trong, ngồi ngoài lạnh quá. Ngồi đây đi. Đây đi ha. Này ăn đổi món. Này đổi món ăn hủ tiếu đi. Phở ngấy quá, chán quá. Quán này tự vắng mọi người. Quán này hơi vắng khách. Dương ơi, bữa nay cũng không đói. Đấy, ăn hai trái cam á, ăn hai trái cam á hết đói luôn. Đó, có thịt có xương nữa. Xuống tới nhà Phương Lâm rồi quá. Ừ.
nay giờ này mình xuống hơi sớm nè, có 12 giờ mấy á. Ăn nhanh ăn gì vậy á, ăn gì cũng phải ăn nhanh. Chào mọi người nha, giờ mới vừa ăn cơm xong, rồi ăn phở xong, giờ mới vừa ăn sợ phở sợ ăn hủ tiếu xong mọi người ơi, giờ lái xe lên đường đi thôi. Bảo Lộc còn vắng vẻ mọi người, thôi lên đường. Trời luôn. Rồi. Chào mọi người nha. Tại giờ mình đang xuống tới Dòng Dây rồi mọi người ơi. Đang dừng lại hút điếu thuốc mọi người. Đó. Với uống một lon bò hút nữa mọi người. Vậy là vệ sinh 5 phút rồi đi mọi người ơi. Cho nó tỉnh táo nó phản người. Bây giờ là 3 giờ rồi mọi người. 3 giờ mình có mặt tại ngã ba Dòng Dây, đứng ngay trước trạm dừng chân nè mọi người. Đây miếng dưa hấu này có ai ăn á, ta bỏ đây chứ không phải có mình đâu, mình chỉ lo bò hút mà. Mát á mọi người, quá đã luôn, làm một đĩa thuốc nữa. Rồi giờ mình giải lao xong rồi mọi người ơi, giờ mình lên đường thôi. Khách giờ ta ngủ hết rồi. Rồi chào mọi người nha, giờ thì mình đã về tới Sài Gòn rồi mọi người ơi, đang chờ khách xuống.
Rồi về đây là mọi người tự túc về nhà nha mọi người. Bình thường thì xe về đông lắm mọi người. Rồi hôm nay sau mình về cái giờ này xe chưa về. Cái xe Đắk Lắk nè, Đà Lạt đã đổ về nhiều lắm. Hôm nay mình về cái vợ này, cái giờ này nè, hình như là chưa có xe nào vô. Về đây thì nó xung quanh ở xung đây, ở đây thì người ta còn đang ngủ mọi người, ngủ đó. Ngủ thì nó tắt máy cho khách xuống, xong rồi mình nổ máy mình mới đi. Quá mệt mỏi mọi người, ngược đêm, nguyên một đêm thức rộng rồi, còn số người ngầm xuân sao. Còn phòng này, cái phòng này còn còn đang xuống sao. Đây bánh bao, bánh bao còn bỏ nè. Thôi thật là mệt mỏi quá đi. Giờ thì mình đang ở bến xe miền Đông. Ship mình đang vô Ký Lĩnh mọi người ơi. Trong thời gian chờ Ký Lĩnh mình uống ly cà phê đi mọi người. Đó. Cà phê thơm ngon mà uống nha. Đó bên đó là xe Giáp Bắc đó mọi người. Thái Bình. Giáp Bắc Thái Bình, hiểu không? Rồi trước khi xuất bến, trong bến có nhân viên người ta ra kiểm xe mọi người. Để anh mới kiểm xong anh đi đó. Anh này, anh áo trắng này. Đó, anh áo trắng đó trước đó, anh mới kiểm xe mình đang. Kiểm đầy đủ. Đầy đủ trang thiết bị mọi người. Nào là bình chữa cháy đầu đủ thứ hết. Kiểm tra đầy đủ hết mới cho xuất bến. Bây giờ chúng tôi bến xe Đông mới, bây giờ cũng dễ rồi, dễ hơn bến xe Đông cũ hồi xưa. Bến xe Đông cũ hồi xưa thiếu một cái tí xíu gì đó là không cho ra đâu. Đây xe này về Cà Mau nè mọi người. Đó, về Cà Mau đó. Thank you.